Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Như vậy thì giải Candidate 2024 đã bước vào những vòng đấu cuối cùng với cơ hội dành cho bốn ứng cử viên là Gusket, Nepomniachtchi, Fabiano Cazona và Hikaru Nakamura. Trên bảng xếp hạng sau vòng 13, Gusket đang có lợi thế khi có trong tay 8,5 điểm, hơn nửa điểm so với ba kỳ thủ còn lại. Giải đấu càng trở nên hấp dẫn hơn khi ở vòng đấu cuối cùng bốn kỳ thủ này lại đụng độ nhau. Gusket cầm quân đen đại chiến với Nakamura, trong khi đó thì Kajuna sẽ chơi quân trắng khi đối đầu với Nepomniachi. giới chuyên môn nhận định rằng cơ hội lớn nhất là dành cho Gusket và Nakamura khi cả hai có thể tự quyết định được số phận của mình. nếu như Gusket thắng, cậu bé sẽ giành ngôi vô địch bất chấp kết quả những ván đấu còn lại. còn nếu hòa và Kajuna cũng bất phân thắng bại với Nepom Busquets cũng giành ngôi vô địch. Còn nếu Kazuna hoặc Nepom thắng thì Busquets sẽ có trận tie break với người thắng để xác định ra người vào thách đấu tranh ngôi vô cờ với Đinh Nhập Nhân. Với Nakamura, anh buộc phải thắng trong trận đấu này để giành ngôi vô địch candidate. Vào hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa Fabiano Kazuna và Nepom Nyachi tại vòng 14. Giải cờ vua Candidate 2024 này nhé. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp bình cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để động viên và ủng hộ admin dạy chơi cờ vua nhé. Được cầm quân trắng trong trận đấu sinh tử này, Kazuna mạnh mẽ khởi đầu ván cờ bằng nước tốt D4, quyết tâm đánh bại kỳ thủ có biệt danh là vua về nhì. Nepom chi nhanh chóng đáp trả bằng nước mã F6. Trắng tiếp tục dâng tốt C4, chiếm lĩnh trung tâm Đen đẩy tốt E6 để ngỏ khả năng sẽ sử dụng phòng thủ nhim phòng thủ Ấn Độ mới hoặc cũng có thể là khai cuộc Gambit hậu huyền thoại. Trắng triển khai mã lên C3, đưa quân xuất trận, kiểm soát trung tâm. Đen dâng tốt D5, phản công giành lại trung tâm. Trắng chủ động ăn tốt sang D5, đen ăn tốt lên D5, chính thức xác nhận sử dụng trận Gambit hậu để đối phó với tay cờ số 2 thế giới. Trắng phi tượng lên G5, tung đòn rằng khống chế mã thông thường thì đen sẽ lên tượng e7 phòng thủ một cách chắc chắn tuy nhiên nếu trong trận đấu này thì nhiều khả năng cả nepom nechi và kazuna sẽ có thể bị loại nếu mà hòa do đó thì nepom Natchi lựa chọn phương án chủ động hơn là phi tượng lên b4 rằng lại mã trắng ở c3 trắng đẩy tốt e3 mở đường cho tượng f1 xuất trận Đen đẩy tốt H6 đuổi tượng. Trắng chạy tượng về H4. Tiếp tục duy trì thế rằng. Thừa thế sông lên. Đen đẩy tốt G5 truy sát tượng. Trắng chạy tượng về G3. Đen nhảy mã lên E4. Chiếm đóng trung tâm. Đồng thời tấn công vào quân mã đang bị rằng. Trắng lên hậu C2 bảo vệ. Đen đẩy tốt H5. Đe dọa sẽ tràn sang H4 bắt tượng. Thấy đen hổ báo. Trắng đẩy tốt F3 đuổi mã. Đồng thời mở đường cho tượng rút chạy. Không muốn mất tem chạy, đen liền đổi luôn mã vào g3, trắng ăn tốt lên g3, đen triển khai tượng lên e6, trắng phi tượng lên d3, chĩa về phía cánh vua. Đen đẩy tốt c6 củng cố trung tâm. Trắng nhập thành dài, đưa vua vào vùng an toàn, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Đen phát triển mã cánh hậu lên d7. Quả nhiên vua vừa mới yên vị Trắng đã hùng hổ dâng tốt F4, đột phá cánh vua, đồng thời đe dọa sẽ tiến tốt sang F5, bắt chết tượng. Không hề non đúng, đen phi tượng lên G4 tấn công xe. Trắng nhảy mã lên F3 che chắn, đen lên hậu E7, chuẩn bị nhập thành. Nhận thấy vua đen vẫn kẹt lại giữa bàn cờ, vua và hậu lại đứng cùng cột. Trắng mạnh mẽ dâng tốt E4, phát động chiến dịch phản công vào trung tâm Đen lập tức ăn tượng vào C3, tiêu diệt quân mã nguy hiểm để giảm bớt áp lực lên trung tâm. Trắng ăn hậu lên C3, đen tiếp tục đổi tượng vào F3, trắng ăn tốt lên F3, đen ăn tốt sang E4, trắng ăn tượng lên E4, đe dọa sẽ tiến tốt sang D5, đột phá và tung ra đòn tấn công mở bắt xe. Đen tiếp tục ăn tốt sang F4, trắng đẩy tốt G4, tận dụng xe đen đang bị giằng để đột phá. Trước thế trận tấn công như vũ bão của trắng, đen không dám để vua giữa bàn cờ lâu, vội vã nhập thành dài. Đưa vua rúc vào góc bàn cờ và mở thông hàng tám cho hai xe liên kết, bảo vệ lẫn nhau. Trắng thúc tốt tràn sang đến 5 đột phá vào cứ điểm C6. Theo chúng tôi thì ở đây, đen nên chạy vua vào B8 để tránh đứng cùng cột với hậu trắng. Tuy nhiên thì đen lại đẩy tốt H4 giữ lại con tốt hát để tạo thành một mũi tấn công bằng tốt thông trước đội liều lĩnh của Nepomniachtchi trắng liền ăn tốt vào c6 tấn công mã đe dọa tung ra đòn chiếu mở đen cấp tốc chạy mã lên c5 che chắn cho vua trắng phi tượng lên f5 chiếu đen chạy vua vào b8 tránh đòn chưa cần phải vội vàng xông lên ngay trắng vào vua b1 di chuyển vua vào góc bàn cờ để phòng có biến Đen đẩy tốt B6 Củng cố vị trí quân mã ở C5 Không ngờ lại gặp phải thằng liều Lao thẳng xe xuống D7 tấn công hậu Bất chấp việc đưa xe vào mùa mã Ở đây trong trường hợp mà đen tưởng ngon Ăn mã về D7 Thì trắng sẽ đẩy tốt xuống C7 chiếu bắt xe Đen chạy vua lên B7 Thì trắng sẽ ăn tốt vào D8 phong hậu Đen ăn xe sang D8 Thì trắng sẽ lùi tượng với E4 chiếu Đen chạy vua về B8 thì trắng sẽ thọc hậu xuống C6. Và đen sẽ khó lòng chống đỡ đòn tấn công như vũ bão của trắng. Trở lại ván cờ thực chiến. Không thể ăn mã về nhưng cũng không thể chạy hậu vì sẽ bị mất hàng ngang số 7. Đen liền ăn xe lên D7 tiêu giật quân xe tiên phong của trắng. Nếu mà trắng ăn hậu H8 chiếu thì đen sẽ giật xe về D8 che chắn cho vua Do đó, đó thì trắng đã ăn tốt xuống D7 Tiếp tục duy trì thế tấn công xe Đen chạy xe sang D8 tránh đòn Trắng lên hậu D4 Tăng thêm quân bảo vệ tốt Mặc kệ tất cả Đen liều lĩnh ăn mã về D7 Tiêu diệt quân tốt thông nguy hiểm Trắng cấp tốc qua xe D1 Trồng xe và hậu trên cột D để răng Và tấn công quân mã D7 Đen phi hậu lên C5 Gạ đuổi hậu để răng bẫy trắng Trường hợp mà trắng bất cẩn đổi hậu vào C5 thì đen sẽ ăn tốt lên C5. Trắng ăn xe vào D7 thì đen sẽ ăn xe lên D7. Trắng ăn tượng vào D7 thì đen sẽ đẩy tốt xuống H3 và trắng sẽ không thể ngăn cản tốt đen xuống phong hậu. Trở lại với diễn biến ván cờ. Cái bẫy này tất nhiên là không thể lừa được số 2 thế giới như là Kazuna. Sau mồi suy nghĩ, trắng ăn hậu sang F4 chiếu. Đen lùi hậu về C7 che chắn cho vua trắng lùi hậu về d2 tiếp tục tung đòn rằng nếu mà còn trần trừ thì sẽ nguy đến nơi đen liền đẩy tốt h3 đưa tốt xuống phong hậu để thu hút hỏa lực của trắng trường hợp mà trắng ham ăn tượng vào d7 thì đen sẽ đẩy tốt xuống h2 trắng phi hậu xuống h6 tránh đường rằng thì đen sẽ ăn xe lên d7 trắng ăn xe vào d7 thì đen sẽ đẩy tốt h1 phong hậu sẽ ngăn hậu về H1 thì đen sẽ ăn hậu sang D7. Cờ đen tuy kém một con tốt, song vẫn có cơ hội thủ hòa trong cờ tàn hậu này. Do đó mà trắng đã lùi tượng với E4, khống chế đường treo lớn, vừa công lại vừa thủ. Cảm nhận thấy sự nguy hiểm, đen đẩy tốt A5. Quả nhiên lo ngại của đen không thừa, trắng phi hậu lên D5, đe dọa sẽ vào A8 để chiếu hết. Đen cấp tốc chạy vua lên A7, cho xe phòng thủ trắng ăn hậu với F7 tỉa dần các tốt của đối thủ bị dồn vào bước đường cùng khi toàn bộ các quân bị chói nên đẩy tốt xuống H2 cố gắng dùng quân tốt thông này để thu hút hỏa lực của trắng hòng phá thế trắng quạo H7 ngăn chặn tốt thông của đen tiến xuống nên lùi vua về B8 bảo vệ hậu chuẩn bị tháo răng trắng đẩy tốt A3 mở cửa sổ để phòng có biến Đen phi hậu lên E5 Chưa thể ăn mã vì vướng quân tốt H2 Trắng bèn lùi hậu về H6 rình dập Không làm ăn được gì Đen lại kéo hậu về C7 phòng thủ Trắng thúc tốt tràn sang G5 Đưa tốt thông tiến xuống Đen qua xe G8 tránh khỏi đường răng Trắng qua xe H1 bắt tốt Đen nhảy mã lên C5 Dọa thủ tiêu quân tượng mạnh của trắng Trắng phi tượng vào H7 bắt xe nếu mà còn tiếc của chạy xe thì trắng sẽ tận dụng sự bảo kê của hậu và tượng để đẩy tốt G6 rồi G7 xuống G8 phong hậu. Đen đánh liều phế luôn xe và tốt G5. Trắng ăn hậu sang G5. Đen ăn hậu sang H7 chiếu. Trắng chạy vua vào A1 tránh đòn. Đen phi hậu xuống C2. Đe dọa sẽ nhảy mã B3 chiếu rồi xuống C1 chiếu cù nhầy để cầu hòa. Trước diễn biến tình hình mới này, trắng liền lao hậu xuống G8 chiếu. Đen chạy vua lên A7, tránh đòn. Trắng lên vua A2, phối hợp cùng hậu để ngăn chặn mã đen vào B3. Thế nhưng cũng không thể ngăn cản được điều này khi mà đen đã đẩy tốt A4, làm điểm tựa cho mã xâm nhập. Trắng chuyển hướng đẩy tốt F4, đưa tốt thông tiến xuống phong hậu. Đen nhồi mã vào B3, đe dọa sẽ xuống mã C1, chiếu lung tung. Trắng lùi hậu về G7 chiếu Chủ động ra tay trước Đen chạy vua lên A6 Trắng rút hậu về C3 Gạ đuổi hậu để hóa giải thế tấn công Đen tất nhiên là không dám đổi hậu liền chạy hậu sang G2 bắt xe Trắng phi hậu lên C4 chiếu ép vua đen phải chạy về B7 Lúc này thì trắng mới chạy xe sang E1 Âm thầm chuẩn bị một mưu đồ đen tối Ở đây trong trường hợp mà đen tưởng ngon đẩy tốt xuống H1 Phong thêm một con hậu nữa Thì trắng sẽ lao xe xuống E7 chiếu Đen chạy vua về B8 Thì trắng sẽ lao hậu xuống C7 chiếu Đen chạy vua vào A8 Thì trắng sẽ qua hậu A7 Chiếu hết trong sự bất lực của đen Do đó mà đen đã chạy mã về C5 Phong tỏa cột C Để chặn đường tấn công của hậu Không làm ăn được gì Trắng liền nuôi hậu với F1 gạ đổi Đồng thời phòng thủ OH1 Đen chạy hậu về C4 chiếu, tránh giao chiến. Trắng chạy vua về B1, né đòn. Đen qua F5 chiếu bồi, trắng chạy vua vào A1. Đen phi hậu xuống C2, bảo vệ tốt và đe dọa sẽ nhảy mã B3 chọc ngoáy lung tung. Với sự bảo kê của quân hậu ở phía sau, trắng thúc tốt tràn sang F5, đưa tốt thông xâm nhập lãnh thổ của đen và chuẩn bị tiến xuống phong hậu. Không còn đường lùi, Đen liều lĩnh nhảy mã vào D3 bắt xe. Đồng thời đe dọa sẽ chiếu hết ở B2. Không hề nao núng. Trắng chạy xe sang B1 phòng thủ. Đen lùi mã về C5. Đe dọa sẽ vào B3 chiếu lung tung. Mặc kệ, trắng cứ thức tốt tiến xuống F6 và chỉ còn cách ô phong cấp đúng hai nốt nhạc. Không chần trừ, đen nhảy mã về B3 chiếu. Trắng chạy vua lên A2, né đòn. Đen tiếp tục nhảy mã về D2, Tung đòn tấn công đôi bắt hậu vào xe Trắng chạy hậu sang H1 chiếu Đen chạy vua sang A7 Trắng qua xe C1 tấn công hậu Sử dụng cột mở C để âm mưu tổ chức một cuộc tấn công vua Đen chạy hậu về B3 chiếu Trắng chạy vua về A1 tránh đòn Đen lùi hậu về E6 bắt tốt Đồng thời giải phóng ô cho mã vào chiếu bắt xe Loay hoay mãi mà chưa làm ăn được gì Trắng liều lĩnh lao xe xuống C7 chiếu. Nên chạy vua lên A6. Trắng đẩy tốt F7, đưa tốt thông áp sát hàng ngang cuối cùng. Nên nhảy mã B3 chiếu, cố gắng chọc ngoáy. Trắng chạy vua sang B1. Nên phi hậu lên F5 chiếu bồi. Trắng chạy vua lên A2. Nên lại lùi mã về C5, đứng tấn để hạn chế đòn tấn công vua của đối thủ. Trắng phi hậu xuống A8 chiếu đen chạy vua bên B5 tránh đòn trắng lùi hậu về C6 chiếu bồi đen chạy vua về A6 trắng lại xuống hậu A8 chiếu đen chạy vua lên B5 một lần nữa thì trắng lại lùi hậu về C6 chiếu đen sách vua chạy về A6 ra dấu đề nghị hòa thế nhưng hòa cái loạt tòa xòa Kajuna chỉ lặp lại nước đi đúng hai lần để tìm cách câu thêm một ít thời gian mà thôi Lúc này thì ở bàn đấu bên cạnh Nakamura và Busquets đã kết thúc với kết quả hòa. Điều này đồng nghĩa với việc Kazuna đang đứng trước cơ hội lớn vô địch candidate. Nếu thắng trong trận đấu này, Kazuna sẽ vươn lên bằng điểm với Busquets và hai bên sẽ phải đấu trận tie break để phân định ai sẽ giành quyền vào thách đấu tranh ngôi vô cờ với Đinh nhập Nhân. Trắng lập tức đổi nước qua xe E7. Đen lao hậu xuống F1 Bộ tống tốt thông tiến xuống phong hậu Trắng phi hậu xuống A8 chiếu Đen chạy vua lên B5 tránh đòn Trắng qua hậu E8 chiếu bồi Đen chạy vua về A6 Trắng lại lắc hậu qua A8 chiếu Đen chạy vua lên B5 Một lần nữa thì trắng lại qua hậu E8 chiếu Đen chạy vua về A6 Nếu mà cứ chiếu đi chiếu lại Thì ván cờ sẽ bị xử hòa Theo luật bất biến 3 lần còn nếu mà trần trừ thì đen có thể phong hậu để chơi đuôi công với trắng. Tiến thoái lưỡng nan, trắng bèn lùi xe về E4 để bảo vệ OC4 để phòng hậu đen chiếu chác lung tung. Ở đây trong trường hợp mà đen ham phong hậu thì trắng sẽ qua hậu A8 chiếu. Đen chạy vua lên B5 thì trắng sẽ qua xe B4 chiếu hết trong sự ngỡ ngàng của đen. Do đó thì dù rất muốn tấn phong thêm một hoàng hậu nữa để chơi đuôi công với trắng. Xong đen không dám mạo hiểm liền ăn mã về e4. Thôi thì làm thịt con xe cũng thơm. Không lừa được đen, chẳng ăn hậu về a4 chiếu. Đen chạy vua về b7. chẳng ăn hậu sang e4 chiếu. Đen chạy vua sang a7. Trắng lại qua hậu a4 chiếu. Đen chạy vua sang b7. chẳng phi hậu xuống d7 chiếu. Đen sách vua chạy lên a6. Trắng tiếp tục xuống hậu C8 chiếu móc lốp đen chạy vua về A7 sau một hồi chiếu chắc để lấy thế trắng đẩy tốt F8 phong hậu không hề nao núng đen lập tức ăn hậu về F8 trắng ăn hậu sang F8 vừa hy sinh hậu đen lại đẩy tốt xuống H1 phong hậu khác đúng là chặt đầu này lại mọc đầu khác lúc này thì hai bên đã đưa nhau về cờ tàn hậu nơi mà trắng hơn một tốt Tuy nhiên thì ưu thế về lực lượng này Liệu có đủ cho Kajona chuyển thành bàn thắng hay không Chúng ta hãy cùng xem tiếp Trắng đẩy tốt A4 Đen lùi hậu về D5 chiếu Trắng chạy vua lên A3 Ôm tốt tiến lên Đen xuống hậu D3 chiếu Trắng đẩy tốt D3 che chắn cho vua Không chiếu chắc được gì nữa Đen lùi hậu về D4 Dình luồn xuống A1 để chiếu móc lốp Không để cho đen chọc máy tiếp Trắng giật hậu với F7 chiếu. Đen chạy vua về B8. Trắng xuống hậu E8. Bồi thêm một đòn chiếu nữa. Đen chạy vua lên A7. Trắng lui hậu về E7. Truy sát vua. Đen chạy vua về B8. Lúc này thì trắng mới lùi hậu về E1. Phòng thủ cho vua từ phía sau. Thế nhưng thủ được mặt sau thì lại bị hở mặt trước. Đen lùi hậu về D6 chiếu. Trắng bực mình phi hậu lên B4 để che chắn cho vua. Đen lại chạy hậu xuống F6 tránh giao chiến và dình xuống A1 chiếu hết. Trắng lùi hậu về D2 phòng thủ. Nếu mà đen lẻn hậu xuống A1 chiếu thì trắng sẽ chạy vua lên B4. Do đó mà đen đã qua hậu E7 chiếu. Trắng đẩy tốt B4 che chắn cho vua. Đen lên hậu E6 phòng thủ hàng ngang số 6. Trắng lên hậu D3 phòng thủ hàng 3. Đen lên vua A7 Trắng qua hậu C3 tìm kiếm cơ hội phản công. Đen lùi vua về B8. Trắng qua hậu B3 gạ đổi. Đen tất nhiên là không muốn đổi nên chạy hậu sang F6 tránh giao chiến. Trắng qua E3 chờ đợi cơ hội mới. Đen sang hậu D6. Trắng qua vua B3. Nhận thấy vua trắng đang định mon men sông lên nên điền tiến hậu lên D5 chiếu. Trắng chạy vua về B2 đen lại lùi hậu với d6 cố thủ trắng lao hậu xuống e8 chiếu đen chạy vua lên a7 trắng lùi hậu với f7 chiếu bồi đen chạy vua về b8 trắng lên vua c3 đen lại lên hậu e5 chiếu trắng chạy vua sang d3 không để cho trắng dụ mình đen lại lùi hậu với d6 chiếu trắng chạy vua lên c4 tránh đòn đen quẹo c6 chiếu ngăn chặn vua trắng sông lên B5. Không thể làm ăn được gì. Trắng lại phải chạy vua về B3. Đen lại qua D6. Đứng tấn để phòng thủ trên hàng ngang số 6. Trắng lại lùi hậu về F3 để thủ hàng 3. Chờ lợi cơ hội mới. Đen phi hậu lên D4. Trắng tiếp tục di chuyển hậu về E2 để rình dập đen sơ hở. Tuy nhiên thì Nepomniachtchi rất là dày dạn kinh nghiệm. Đen lùi hậu về D5 chiếu Trắng chạy vua sang A3 tránh đòn. Đen lại lùi hậu với D6 phòng thủ. Trước sự lì lợm của đen. Trắng phi hậu lên B5 rằng. Đe dọa sẽ đẩy tốt A5. Đen phi hậu lên D4. Dình lẻn xuống C3 để chiếu hòa. Trắng qua vua B3. Đen lên vua A7 bảo vệ tốt. Và tránh khỏi đường rằng. Không thể làm ăn được gì. Trắng lại lùi hậu với D2 đứng dình. Đen lùi hậu với D5 chiếu. Trắng chạy vua vào A3. Đen lại lên hậu D4. Trắng lại qua vua B3. Bất lực trước sự phòng thủ kín kẽ của Nepomniachi. Dù đã giao đấu ngoài trăm hiệp. Xong Kazuna vẫn không thể tìm thấy cơ hội để đánh thắng trong thế cờ này. Và với đẳng cấp của mình, có lẽ Nepom cũng không ngần ngại. Chấp cả Stockfish thần công cũng không thể thắng được anh trong thế cờ này. Như vậy thì ván cờ đã kết thúc hòa sau 109 nước đi. Kết quả này đồng nghĩa với việc thần đồng cờ vua Ấn Độ Husket vô địch giải cờ vua Candidate 2024 và giành quyền vào thách đấu tranh ngôi vô cờ với Đinh Ngập Nhân. Nếu thắng Đinh Ngập Nhân trong trận đấu cuối năm nay, Husket sẽ trở thành vua cờ trẻ nhất mọi thời đại khi đã đăng quang ở ngôi vô địch thế giới ở tuổi 18. Điều mà huyền thoại Gary Kasparov 22 tuổi và manuka Sen phải 23 tuổi mới làm được. Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, Nepomniachi đã quay sang nói với Kazuna, "Anh xin lỗi chú." Đáp lại câu nói này của Nepomniachi, tay cờ số 2 thế giới đã cay đắng nói, "Lỗi của tôi. Thật là quá chua cho Kazuna khi mà anh đã có cơ hội chiến thắng trong trận đấu này nhưng lại bỏ lỡ." Theo các bạn thì Yuske có thể đánh bại đinh ngập nhân để trở thành vua cờ mới hay không và biết đâu Manuka Sen sẽ có thể quay trở lại để thách đấu giành lại ngôi vua cờ các bạn hãy để lại comment ý kiến của mình nhé xin chào và hẹn gặp lại.